Kính thưa chị Sáu, đại diện cho nhà trọ. Kính thưa các bậc lão thành, thưa cô bác cùng toàn thể anh chị em. Trong đêm nay là cái đêm thứ ba, cơm ăn ba chén, còn thuốc thì uống ba thang. Còn lên đây cô bác chúng ta cũng ngủ nghỉ ba đêm. Một đêm đó cô bác chúng ta ở Phượng Hoàng Sơn, và hai đêm đó cô bác chúng ta ở tại Thiên Cẩm Sơn. Đêm nay đó cô bác chúng ta đã còn tạm để rồi gặp gỡ cùng với nhau, trao đổi qua lời châu tiếng ngọc của Đức Thầy. Ngày mai này đó cô bác chúng ta phải chia tay. Bởi vì phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, rồi đại hạn lại thời các tượng thi. Nghĩa là cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, rồi sáng lại con nào nữa bay đi. Hay là trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm rồi cũng đi về chốn diễn hương. Cô bác chúng ta chỉ dừng chân tạm trong thời gian thôi. Mà đêm nay là đêm thứ ba. Tuồng hát cũng vậy, cô bác nó chia ra ba màn. Mà màn này là cái màn chót kết thúc. Cho nên á, mấy đệ cũng có dành chọn cái thời gian cho con có thời gian để tâm sự và trao gửi những cái lời ân tình, để ngày mai này cô bác chúng ta còn trở lại quê hương. Thì thật ra như đệ Nhẫn nó nói đó cô bác, trong thời gian cách cỡ 20 năm trước đó, lúc đó đó con dắt đoàn đó đi đó, trên vùng Thất Sơn bãi núi này đó, năm nào cũng từ 30 chuyến không à. Một năm 12 tháng, mà đôi khi một tháng con đi từ 2 tới 3 chuyến. Rồi còn đi do cho đoàn này đoàn kia đó, đi hồi đó còn cái thời kỳ phong trào còn hơn là để siêu mỏng bây giờ nữa cô bác. Cho nên cô bác mình thấy không, những cái cuồng băng đĩa ngày xưa đó còn ốm nhách mà đen thui à. Bởi vì nhiều khi đó mỗi một tháng con đi trên núi này không là 21 ngày. Một tháng mà đi 21 ngày, chừng nào mà con nói chuyện hết ra tiếng rồi con mới về. Về nằm sắp không cô bác, nằm sạch bình vài bữa, chừng nào hết khang tiếng đi nữa lại tiếp tục hành trình. Tức là lúc đó đó cô bác mình biết cái bầu nhiệt huyết của con lúc năm 20 mấy tuổi đó, là lúc đó con nói đó, chết giữa diễn đàn còn hơn đầu hàng vô điều kiện. Cho nên thấy lúc nào con còn tiếng nói là con còn nói chuyện, còn tiếng nói còn nói chuyện. Mà không phải nói như bây giờ, vì hồi đó ít anh em giảng viên lắm. Cho nên buổi sáng con nói chiều nói sáng, nói chiều nói sáng, nói chiều nói. Mà đôi khi gần 20 ngày ở trên núi này. Cho nên viết rồi sức tàn hơi kiệt luôn cô bác. Từ năm 88 đó con đi đến 2008 là đúng 20 năm. Rồi con nghỉ cả hơn 15 năm nay rồi con không có đi núi nữa cô bác. Cho nên có số cô bác anh chị em mình trở về dùng Thất Sơn lại vắng bóng để thiện. Con trở về lo công phu tu tập ở nhà rồi mở cái khóa niệm Phật. Và nhất là đi công tác từ thiện xã hội rất nhiều. Cho nên do đó mà mới gặp được đệ Thích và đệ Tấn với cô bác. Hôm nay đó đệ Tấn đó chẳng những tài trợ cho cô bác chúng ta về phương diện về vật chất, tức là tiền bạc để cho cô bác chúng ta đi trong chuyến đi này và chi phí. Còn tôi đó quý cô bác anh chị em mình cùng với hậu cần đó là xuất ra cái số tiền để mà tiền ăn cho cô bác anh chị em mình và bên đoàn của chúng tôi thôi. Cho nên nó hậu cần của chúng tôi thì lo cho cô bác anh chị em mình về phương diện thể xác, là lo những cái bữa ăn cho cô bác chúng ta được no lòng ấm dạ. Bởi vì có no mới lo được việc, có thực mới dựng được đạo, mà có gạo mới dạo ta bà, phải không? Đề thiên đại thánh không mạnh bằng cơm. Bữa nay sau khi đi ở dưới điện kính lên rồi đó, anh em mới chia ra ba cái xu đó ngồi ăn. Mấy cô này đem lợi người thì muối ớt, người muối tiêu, nói ăn muối nào chú Bảy tôi nói muối nào cũng tốt á. Hãy ăn muối ớt thì bớt tội, còn ăn muối tiêu thì tiêu tội. Bà quay qua bà nói còn thứ nào nữa không, tôi nói ăn muối xả thì rã tội, còn ăn muối bọt thì lọt tội, phải không? Muối nào nó cũng có kết quả hết. Rồi nói vậy rồi cái mấy cô mình mới xen vô nói vậy, bây giờ mình lên đây đó, mình lên núi mình cần uống nước gì? Tôi nói lên núi uống nước suối. Hồi qua non thì uống nước lon, mà về nhà thì uống nước trà, ra đồng thì uống nước sông. Cô hỏi vô bệnh viện, tôi nói vô bệnh viện thì uống nước biển. Đi tới cảnh nào qua cảnh nấy, rồi có cô này hình như cổ ngồi trước mặt tôi nhớ không lầm, cổ nói rồi qua đèo chú Bảy. Tôi nói qua đèo đó dùng ngoài, qua đèo thì ăn bánh xèo. Nè cô này nè phải không? Cái cô ngồi kế kia Bảy mình là quê Bến Tre nè, quê của đệ Tấn như đó quý cô. Cho nên nó ở nhà đệ Tiến, đệ Tấn nè, đệ Thích là hai người bạn tham giao cùng với nhau. Ông thì sầu riêng, ông thì bưởi.
Lẽ ra ở nhà còn buôn bán kinh tế thôi quý cô bác, mà mỗi chuyến đi du sơn, mỗi chuyến đi phát quà tham quan cho bà con nghèo đều có nhích chút thời gian quý báu để cộng tác hết. Đặc biệt chuyến đi này đó, mặc dù ở nhà đó, một là ông cha già đang ốm đau bệnh hoạn, bởi vì đó người ta nói đó, công cha như núi dư non, hy sinh tất cả cho con nên người, đời con giờ được đẹp tươi, cha liều cổ thế mới ngậm ngùi nhớ thương. Cho nên hàng ngày lo nuôi dưỡng ông cha già đang lâm cơn trọng bệnh, rồi lại điều động luôn cả một cái công ty, một cái kho bưởi gì đó quý cô bác anh chị em mình. Vậy đó mà tới ngày cô bác chúng ta sắp sửa chia tay đó, để nói đó 9 giờ rồi đó, sửa sản 9 giờ là chưa tính đi đó, mà thấy bỏ cô bác anh chị em mình trên này đó, đó bỏ đòn Bến Tre như rắn hổng đầu, ở bên bển hai xe rồi giao qua cho để thích dắt lên luôn. Cho nên để thấy vậy thấy tội nghiệp quá, thôi đặt 300 cái bánh bao. Hồi nãy cô bác mình dùng bánh bao đó là của để tính đó. Đặt 300 cái bánh bao và đem ba cái bưởi lên đặng chia giả cho cô bác anh chị em mình mỗi người ăn cái bánh bao. Chẳng những bao tiền, bao xe rồi lên đây còn bao cho cô bác anh chị em mình đến cái lúc về nữa. Cái này là bao tu luôn nè. Bao cứ bằng bao từ A tới Z mà mình không tu chuyến này dễ uổng lắm với cô bác. Cho nên á, con sẽ gửi gắm đêm nay với cô bác anh chị em mình là những cái lời gửi gắm ân tình. Bởi vì đó cô bác anh chị em mình đi lên cái chuyến tham quan du sơn giếng núi kỳ này đó, nó có nhiều cái kỷ niệm vô cùng. Vừa qua đó để phận kể mấy cái câu chuyện cô bác anh chị em mình thấy rất là đời thường và thực tế, nhưng nó áp dụng trong cái cuộc sống hiện tại, phải không? Hôm rồi con biết cô bác anh chị em mình nó khỏe nhiều dữ lắm rồi, không có lo lắng, không suy tư gì trơn, ăn cũng ngon mà ngủ cũng được nữa. Đi núi kỳ này khỏe quá tay, ăn cơm niệm Phật ngủ lai rai, đến ngày xuống núi ôi quá khỏe, trèo lên cân thử đúng tạ hai. Bữa nay tôi nghe đó, người nào cũng nói đi núi chuyến này chắc lên ký quá chú ấy, phải không? Ăn cơm cũng ngon nè, rồi ngủ cũng được nè, rồi vui vẻ, nó đẻ ra tiền, buồn phiền nó sanh ra bệnh nữa. Ở nhà mình làm gì có được nụ cười, gặp toàn là sự khổ không à. Mà lên đây đó, từ hôm đó tới nay cô bác anh chị em mình đếm coi gần cả 100 nụ cười rồi, phải không? Nụ cười bằng thang thuốc bổ, mà cả 100 nụ cười bằng cả 1000 thang thuốc bổ. Thử hỏi thuốc bổ uống kiểu đó mà về chuyến này cô bác anh chị em mình nó còn bệnh sao được? Có cái bệnh rịnh thôi à, phải không? Lúc chia tay này còn nhiều kỷ niệm cho chuyến du sơn tham quan, cho nên con xin gửi gắm cùng cô bác anh chị em mình. Mặc dù chuyến đi này đó để tính và để thích đó, sức cái tiền của anh em tất cả giảng viên tu sĩ sức ra cái công đọc giảng cho cô bác anh chị em mình nghe, nói đạo cho cô bác anh chị em mình nghe. Cô bác mình biết mong mỏi ước ao cái ngày trở về cô bác mình làm gì không? Không biết hả? Điều thứ nhất là cô bác chúng ta gắng cố gắng phát tâm giác ngộ, lo ăn chay, lo tu, lo niệm Phật là anh em người ta đã vui lắm rồi quý cô bác anh chị em. Chỉ mong mỏi ước ao chỉ có nhiều đó thôi. Đọc giảng là muốn cho cô bác anh chị em mình về nghe đặng tu đó, ở dưới đãi cho cô bác anh chị em mình ăn chay đặng mà đi đây cho nó quen, về nhà đặng lấy chớn ăn luôn đó. Tập cho cô bác anh chị em mình cúng lại đang về nhà đó, mình cúng lại hai thời công phu, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu, để cô bác chúng ta nhớ trong cái kỷ niệm của chuyến tham quan. Có cái cô này đó, cô thấy đó ăn nhóm mà bưng cái thao gì nè, rồi cô nói bảy thiện ơi nữa về đó làm ơn cho tôi xin cái thao với cái muỗng với nghe chú bảy. Tôi nói chi vậy? Cô nói vậy chứ ở nhà sao cái gì ăn chén ăn đũa ăn cơm không vô, mà cái gì đó ăn ở trên đây ăn kho khô muối xả muối ớt, mà có cái thao gì ăn nó ngon một cái chưa từng có. Tôi nói không phải ăn ngon là chỗ cái thao, mà chỗ con cái chen lấn với nhau nó vui đó, phải không? Nhờ con cái ăn tập thể cho nên nó cô bác chúng ta có được cái niềm vui cái mình ăn cơm ngon. Còn ở nhà sửa sản mới ăn cơm dọn lên cao lương mỹ vị, mới vừa sắp sửa lên ăn cơm có nói không? Điện thoại ghen ghen cho hay đó, nhỏ nói bị tai biến mạch máu chở đi rồi. Mới sửa sạn ăn cơm cái nói ông chồng mẹ ông nằm đặng ông muốn ngủ quýnh lộn với ta đặng đó là hết ăn. Tôi nói cô bác anh chị em mình không bao giờ ăn ngủ được là như vậy. Còn ở đây hổm gài cô bác anh chị em mình dẹp gác tất cả những cái gì mà ở trần, gạt bỏ qua bên hết trơn với cô bác anh chị em mà lên đây đó. Tôi thấy đó quý vị mình đi đó chỉ nhớ con cái vụ mà mình khỏe đặng mình đi không à, phải không? Tới hang thì kêu niệm Phật,
Mắt nhìn thấy tứ di hổ báo, tai nghe lòi cày cáo mài nanh, mãng xà ẩn núp rừng xanh, lội quanh uốn khúc quanh thành gớm ghê. Kẻ ác đức hồn mê bất tỉnh, dưới sông thì lởn ngởn xấu to. Dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy dài dò người hung. Kẻ gian ác vô cùng sợ hãi, còn người tu hành chậm rãi bước đi. Nhờ ơn các bậc thần kỳ, thương người trung hậu mới độ thì qua chung. Tôi nói đừng nói tới cái đó mới rúng động, mà bây giờ nè, nếu cô bác anh em mình ở nhà đó mà không có ăn chay niệm Phật làm lành, nghe đệ thận nói ai mà không có công đức vô đây chui, cô chừng bị mắc kẹt, cô bác anh em mình đọc nha. Cho nên nó tôi mà bữa nào lợi nghe chân cửa hang nó nghe mà tôi thấy đó, cái người nào mà núp núp là tôi biết ở cái người này ở nhà là không giữ rồi nè, thấy không im rồi nè, phải không? Thấy con ngồi hổng ngon rồi nè, thành ra cho mới trốn trốn nè. Còn cái người nào cũng xông xáo nhảy vô mà nó cứ vô tôi túc túc luôn này kia là biết người này nha, tôi ngon nè. Có chay rồi nè, có niệm Phật rồi nè, rồi có làm lành nữa nè. Cho nên á, ăn qua 2-3 bữa ăn chay cho mình thon, mình gọn chút xíu. Cho nên bữa nay đệ phận mới dám cho chung 3 cái hang cũng được một. Chứ tôi nghe nói chung bữa nay 3 cái hang lượt một đó tôi ớn da gà. Cái hang cuối cùng tôi nghe nói có cô nào bị kẹt kẹt hay gì đó kẹt. Tôi nói gán giái cho nó xuông luôn. Chứ vậy sơn thần năm non bảy núi quan thêm Bồ Tát hôm nay là ngày vía của ngài, gia hộ độ cho đoàn chúng con đi cho ngon lành, để sau này đó mà lỡ có cái gì nghe nói đoàn đi để thích để thiện hay là để phận một cái nó không có dám đi, kiếm rồi đi bị kẹt rồi, phải không? Đó, đi sao cho cô bác anh em mình về mà suôn sẻ. Dạ, đi chuyến này về cô bác anh em mình về nghe nói phát tâm giác ngộ lo tu của tụi con mừng dữ lắm quý cô bác. Mặc dù ai ăn nấy no nha, ai lo nấy ấm nha, nhưng mà về cô bác anh em mình phát tâm giác ngộ lo tu tụi con mừng lắm. Bởi vì sao? Công cực khổ của đệ phận mấy ngày nay đỡ giác cô bác anh em mình lên trong chung hang. Công anh em hậu cần thức khuya dậy sớm để lo cho cô bác anh em mình từng bữa cơm. Công anh em đó là giảng viên để rồi nói đạo đức chia sẻ để cho cô bác chúng ta nhận thức. Về nhà mà phát tâm tu cái rồi sau này nghe nói nghe đòn của bệ phận nha. Nghe nói đòn của ông đạo thích sao ông đạo tính bảy thiện gì đi cái. Đòn đó đi có lý đó. Chiếm gọn còn của ta không đi về. Chiếm gọn phát tâm giác ngộ lo tu. Mai sau có đi nữa cho hay liền. Phải không? Còn nó tài rồi chứ gòn đi nghe tao nói về nó quậy nghe hồn vía luôn. Không có kết quả gì trơn về tôi thấy đó. Hồi lúc đi mang túi từ bi mà chừng về mang gánh sầu bi trở về. Lúc đi lên mặt mày đứa nào nấy cười mà xuống hết xe rồi. Nó dành với nhau hả? Con mắt xéo xẹo kiểu này không đó. Cô bác mình biết đó đi núi gì chứ tới vài bữa chia tay rồi là bệnh lĩnh đó. Buồn lắm đó chứ không phải chuyện tầm thường đâu cô bác đang nghe em. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người cũng tội lắm người ơi. Thà rằng không biết thì thôi, mà biết rồi mỗi cô bác một nơi cũng thêm buồn. Thật ra đó, nếu mà ai nằm trong nghề phải biết cô bác. Tôi biết đệ phận đó, nó từng gắn bó với cô bác anh chị em mình đi theo đoàn. Rồi mỗi đêm lên sinh hoạt, rồi dắt cô bác chúng ta đi chỗ này chỗ kia lên sinh hoạt. Mà cái ngày chia tay cô bác anh em mình về ở sớm còn có 5-3 người gom lợi để nhắc nhở chuyến đi. Còn để nó quẩy cái bị mà trở về rồi nó nhớ là cái kỷ niệm của chuyến đi du sơn đó cô bác. Rất là buồn. Buồn gì không có được đồng cam cộng khổ cho cô bác anh em mình trong những cái buổi chiều. Để cô bác chúng ta hợp tâm cùng với nhau để lo mình cúng kiến với cô bác. Vậy bây giờ đó, cái niềm mà an ủi lớn lao nhất của cô bác chúng ta là chuyến này về sau mình phát tâm đó, mình giác ngộ ngon lành để cho mấy em nó đó, nó được hãnh diện cùng với tất cả các đoàn, nó được vui lòng, nó được thỏa mãn, nó được mãn nguyện, nó quý cô bác anh kia. Cái thứ hai nữa, con nói cô bác anh em, mặc dù đó để tứng với để thích sức ra công cụ đi bao cho cô bác chúng ta tiền xe, tiền ăn, tiền ngủ, tiền cổng, tiền cửa, mọi thứ, nhưng mà song song vào đó cô bác chúng ta cũng tốn một khoản tiền. Bởi vì khoản tiền gì biết không? Xối ăn sang là sáng ăn xôi, khoai ăn sang là sáng ăn khoai. Một, Thái Lan uống nước đá được dài đường. Cho nên mặc dù nói không có nhận tiền của ai hết, nhưng tôi biết cô bác anh em mình chuẩn bị trong nhà, trong mình tệ gì cũng từ 200 ngàn sắp lên. Đi chuyến này tệ gì cũng 200 ngàn sắp lên. Bữa nay tôi nghe đó có một cái anh trai mình đó, có mấy đứa con nhỏ nói á, đi chuyến này đó là người ta không có lấy tiền, mà hổm gài đó tụi bay không 300 ngàn rồi đó. Không, mấy cô mình có nghe cái đó không?
Có, cũng có thang. Vậy thì bây giờ mặc dù Đoàn có lấy tiền nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị theo số tiền. Đặng ăn khoai lang, uống nước đá, đồ này kia lên cũng phải chụp hình đồ này kia chứ. Đặng làm kỷ niệm nữa, phải không? Vậy thì bây giờ đó, cái thứ nhất, ở đây cô bác chúng ta sẽ tốn một khoản tiền. Ở trong đó tôi nói ít nhất là cũng phải từ 300 ngàn. Đó là nói về cái phần tiền. Và cái công sức cô bác chúng ta đi chuyến này ngày mai nữa đó, mình về ghé của Đức Cố Quảng là có phải 4 ngày không quý cô bác? 4 ngày dọn dẹp. Ngày 16, ngày 17, ngày 18 và ngày mai nữa là ngày 19. Chiều ngày mai cô bác chúng ta mới về. Vậy bây giờ đó, hy sinh ở trong đó là 4 ngày. Mà một ngày vậy tôi cho bổ đồng đó, một người ở nhà một ngày 150 ngàn thôi. Nếu mà ngày ở đây có số cô bác anh chị em mình ngày vô 300 ngàn còn chưa chắc gì cho nữa phải không? Nhưng mà tôi bổ đồng là 150 ngàn thôi, 4 ngày có phải 600 ngàn không cô bác? Mà không phải 4 ngày đâu nha, 4 ngày là 4 ngày ruột à, còn trừ hao cái ngày đi với ngày về nữa. Trước khi cô bác chúng ta đi có phải là mình thu xếp một ngày mình mới đi được không? Thu xếp dặn dò con cái chồng đồ này kia ở nhà phải làm sao làm sao, là mất một ngày phải không, rồi đi đây là mất 4 ngày nữa là 5 ngày, rồi tới chừng về đó cô bác anh em mình có bắt đầu vô công việc làm được liền không hả cô bác, hay là về rồi bắt đầu ngủ gì hết là 2 ngày nữa mới được. Vậy đó tôi cho đó tính đó, phủ đầu trước sau đó là 6 ngày. 6 ngày là 900 ngàn, với tôi cho chuyến này đó mình ăn nhín nhín 100 ngàn thôi. Phải 1 triệu bạn không? Một là bỏ ngày mần, hai là bỏ tiền. Hai cái đó là về phương diện vật chất. Tôi nói về phương diện tinh thần nè. Nếu cái chuyến này đó, mà con đó, mà đi ở đây đó, là giờ này cha mẹ tính như thế nào rồi quý cô bác? Có phải ơn thứ 8 là diễn hành ước niệm khi con đi xa cha mẹ hằng nhớ tưởng, khi con đi vắng cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông? Tôi bảo đảm với cô bác anh em mình trong 4 ngày cô bác chúng ta đi tham quan trên đây, nếu ai là người có cha mẹ nơi quê nhà đó, lúc nào cha mẹ cũng đặt cái tư tưởng theo con mình hổm gài 4 ngày trên núi. Cái thứ nhất là lo lắng. Lo lắng cái gì biết không? Hổm gài không biết thời tiết có lạnh không, con mình nó đi không biết có đem cái áo gió nữa không không? Con mình ở nhà nó ăn chay không quen, chuyến này Đoàn mấy ông đạo cho ăn là hủ với nấm rơm không? Nó ăn ban đêm không biết xót ruột nó ngủ được hay không? Chiều nay đó nó ngủ ở vồ đầu, nó ngủ ở vồ bà, ngủ ở cô tô, ngủ ở bên vồ hội. Tức là cha mẹ đó là hàng ngày là tính toán nó quý cô bác anh chị em. Đưa cái tư tưởng lên hổm gài ở trên này không biết nó có ốm đau bệnh hoạn gì không? Nó có đi được với người ta không? Nó có được vui vẻ không? Rồi chuyến này về không biết nó có được phát tâm không? Đó là cái điều mà cha mẹ đang ở quê nhà mong đợi từng ngày từng giờ. Cái đó mới là cái quan trọng đó quý cô bác. Và cái thứ hai tôi nói, nếu cha mẹ là người đi ở đây mà hổm gài đó, con nó đang ở nhà, thì cô bác anh chị em mình mặc dù đứng đây đó, đang cúng lại đó, đang ngồi nghe gì đó, mà không biết ở nhà đó mấy đứa nó không biết có đóng cửa đóng nẻo gì không, không biết có ốm đau bệnh hoạn gì không, không biết có ai ăn hiếp nó không, không biết có ai nấu cơm nấu nước gì cho nó ăn chu đáo không, phải không cô bác? Đó là hai cái. Đổi lại, nếu ở đây đó con mà có cha mẹ đi trên này hổm gài đó, cha mẹ đi đó, nó có tính từng ngày như cha mẹ mà đối với con không quý cô bác? Có không? Nó có tính, nó nói má mình đi vậy không biết có ai dắt bà đi được hay là không, bà đi không biết ăn cơm nước gì được không, không biết bà lên chợ đông người vậy đó, rồi vô người này ngáy người kia ngáy, bà ngủ có được không? Nó có lo, nó tính gì không cô bác? Xin thưa không bao giờ có. Nó còn phải nữa, nó nói bà đi bữa nay nữa 4 ngày rồi, gái bà đi thêm 2 ngày nữa mặc sức quậy không. Cái này là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm nha quý cô bác, phải không? Cho nên con ở nhà không bao giờ đặt cái tư tưởng cha mẹ đi trên đây, mà cha mẹ ở nhà lúc nào cũng đặt cái tư tưởng con đang đi trên đây từng giờ từng phút. Cha mẹ đi trên đây là đặt tư tưởng ở nhà. Bây giờ tôi đổi lại thêm cái nữa, nếu ai là người đi trên này mà có cha mẹ ở nhà hổm rài đó, mình có đặt tư tưởng ở nhà, mẹ mình ở nhà đó, người ta nói câu đó, sớm thăm tổ giếng mới đành dạ con. Vậy bây giờ mình không có sớm thăm tổ giếng mà cha mẹ cho tiền mình đi núi nè,
Hôm rồi mình có đặt tư tưởng ở nhà mẹ mình có ốm đau bệnh hoạn gì không, mẹ mình có khỏe không, có ai nấu cơm nấu nước gì cho mẹ mình không, mình có đặt tư tưởng gì không, hay là mình lên đó tới đây đó mình kiếm chỗ nào ngon ngon cái mình nói đâu ông thợ chụp hình đâu cho tôi bơ coi sao đứng tướng gì đẹp không. Ở lên đây là mình kiếm chỗ nào đẹp đẹp không hả? Rồi thêm cái nữa, cha mẹ đó nói hổm rài nó đi lên trên núi mấy ông đạo cho nó ăn chay không à. Ngày mai nó sửa sạn về rồi đó nghe không? Ở nhà con mua cá lóc hay là thịt gì đặng cho nó ăn rửa ruột nghe không? Phải không? Rõ ràng. Vậy thì bây giờ đó thưa quý cô bác anh chị em mình đi ở trên này đó, cha mẹ dành dụm cho mình chuyến này 400 ngàn. Tôi yêu cầu cô bác anh chị em mình một là chụp hình. Cái thứ hai nữa ăn khoai lang uống nước đá đó cô bác anh chị em mình nên dành dụm lại một số tiền nho nhỏ thôi. Bỏ ra đó tới ngày sửa sạn về tới nhà đó mình mua hộp sữa hay hoặc giả lạng ổ bánh bò gì đó. Cái này là về tặng cho mẹ, cái này về tặng vài ổ mì cho cha đó. Tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình cha mẹ vui mừng không kể xiết. Mặc dù cái đó là món đồ rất là nhỏ. Phải không? Đây là cái món quà vô giá của đứa con hiếu thảo từ ở trên núi mà nó đi mang về nè cô bác. Cha mẹ vui mừng không xiết. Tôi nói cho cô bác anh chị em mình nghe, năm đó tôi với Đệ Thọ mới có 17, 18 tuổi quý cô bác. Đi lên ở trên núi quý cô bác. Tới chừng mà đi về đó là cha mẹ ngày xưa đó, mỗi một người đó là đóng tiền đó, phải đóng gần một chục giả lúa. Lúa bán một chục giả lúa mới đủ tiền đóng và tiền ăn đi. Tôi với Đệ Thọ đi đó là lúc đó rủ mẹ tôi đi. Nhưng mà lúc đó mẹ tôi nói đó, đi mà lần nhiều đó, lúa thóc đâu, tiền bạc đâu mà mình đi lượt con. Thôi cha mẹ hy sinh cho hai con đi trước đi. Rồi chừng nào có của có tiền mẹ hả đi. Tôi nói đây có hai bên gia giá. Đến ngày mẹ tôi mất chưa biết cái núi này là cái gì. Hy sinh cho con tất cả. Đến cái lúc mẹ tôi mất rồi đó mà mẹ tôi không biết cái núi là gì quý cô bác. Đến cái ngày mình biết được cái công cha, cái nghĩa mẹ thì thổi ơi lúc đó đó, dòng đất lạnh vùi chôn thân xác mẹ, nghe nghẹn ngào khi tiễn bước mẹ đi. Ôi hành tráng trong phút cuối chia ly, chỉ có mẫn tan trắng phủ mái đầu thơ dại. Thôi thế từ đấy mất mẹ rồi, đông đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi đeo danh lợi cam lỗi đạo mới thầm đổi vào tim tiếng mẹ ơi. Cái ngày mà mình muốn á, cho mẹ mình đi non đi núi để mình biết được cái công ơn là trời biển của hai đất ân điền thì ngày đó mẹ mình không còn. Chỉ tìm đi suối vàng, chỉ thấy trong người ta còn mẹ để thương, còn tôi nhớ mẹ khói hương mỗi ngày. Người ta còn mẹ để người ta phục dưỡng, người ta thương hàng ngày, còn mình đó, hàng ngày chỉ lo đốt hương rồi ngó lên nhang tắt đèn lờ. Nhớ thương cha mẹ thì bây giờ còn đâu. Không còn nữa. Lúc đó tôi đi có cô Bảy bên Bình Minh đó, cổ đi với tôi. Rồi cổ đi đó, đi không nổi đó, tôi mới thấy vậy tôi lại tôi kè dai đó, bằng tôi cặp cổ cho cổ lên. Tới chừng lên, trển xuống rồi đó, chở xuống rồi, tới dưới chân núi rồi, đó là cổ khóc với cô bác. Tôi mới nói, ổ nguyên nhân nào mà cô khóc, bộ cô đi gì, bộ cô thấy bà con ta đi đông, cô không vui sao mà cô lại khóc. Cổ nói cô khóc đó vì cô thấy con đó, cũng như con của cô. Đi, ở đây đó con nương tựa cho cô đi trong mới mấy ngày qua thôi mà cô cảm thấy nhớ con cô vô cùng. Tôi hỏi, ủa con sao mà cô nhớ? Nó con của cô nó mới mất, nó bằng tuổi cỡ con như vậy. Mà nó mất rồi, thấy con mà dìu đó cho cô lên núi như vậy, cô lấy thấy cô thương vô cùng. Cổ vừa nói qua cái tôi cũng rớt nước mắt nữa. Tôi nói đó, mẹ tôi ngày xưa đó là cũng ước ao đi núi, nhưng mà vì tiền bạc không có. Mã nan hành bộ kỹ dĩ ốm, nhân bất phân lưu kỹ dĩ bận. Con ngựa nó không chạy được đường xa là tại vì nó đau. Cái người mà không phân lưu đó là tại vì nghèo. Bởi vì ta mới nói câu gì nè, sông sâu vào sào vắng khó dò, muốn qua thăm bạn ngặt gì đó. Ngặt đò không đưa, mà đò không đưa là tại vì, tại không có tiền. Cho nên bị ngưng trệ đó quý cô bác anh em mình. Cho nên là cha tôi cũng không biết núi, mà mẹ tôi cũng không biết núi luôn. Cả cuộc đời nghèo khổ mà hy sinh lo cho con đi trước. Cho nên lúc đó tôi với Đệ Thọ đi đó, lúc đó đi bằng xe gác ở trước đó cô bác. Đường này nó sần khó đi lắm, ngồi á, đi á, là đi núi đi ban đêm không. Sợ mà trốn đi ban đêm không đó cô bác. Hỏi ông chú ngồi trước mặt tôi là biết ngày xưa. Đòn của ông Sáu Bền, đồ đòn của ông Út Điền, đồ ngày xưa đi đó, đi ban đêm không quý cô bác.
ngồi luôn cả trên mui gì nè, chứ không phải như mình bây giờ mỗi ngựng ghế đâu, đứng chen chút rồi ngồi luôn cả trên mui. Đi tới chừng vô tới núi Bà Đội Ôm, đường này vô chỗ này chỗ kia, đường này kia đó, toàn là đi ban đêm không quý cô bác anh kia. Tới chừng cái lúc sửa sạn về rồi đó, tôi thấy đó anh em ta đó, ai ta cũng là chụp hình bọng đồ này kia đủ thứ, hồi đó đâu có máy điện thoại mình đâu chụp hình. Chụp hình phải tốn tiền. Đó, lúc đó tôi bắt đầu là tôi với Thọ sắp sửa về rồi quý cô bác. Mẹ tôi ở nhà đó nói á, Thiện Thọ mình nó đi chuyến này về không biết người ta đãi chai lạc đồ này kia nó làm sao để về đang sửa sạn đâu nắng. Mua con cá lóc đang nấu canh chua về cho nó ăn. Không. Sửa sạn nấu đang nấu canh chua về ăn rửa ruột. Còn cha tôi bắt đầu trong ngóng tính bữa nay là hồi đó đi 6 ngày. Tới ngày thứ 5 và chiều đó là bắt đầu chờ đợi đó quý cô bác. Tôi với Đệ Thọ đó suy nghĩ bây giờ cha mẹ cho mình tiền bạc vậy mà mình về không có món quà nào cho cha mẹ chân uổng. Đệ Thọ thì nhín tiền ra mua mấy hộp sữa, còn tôi nhín tiền ra mua mấy ổ mì. Tới chừng về tới ung môn rồi đó quý cô bác anh chị em mình. Lúc đó ai ta cũng lên xe rồi xuống tàu đang ta chạy về nhà. Còn tôi với Đệ Thọ để tiền lợi đó là mua ba cái này hết trơn rồi. Một người thì mua sữa, một người thì mua bánh mì, không còn một cách bạc. Lúc đó quý cô bác mình biết đó toàn là tuổi học sinh cho nên đi mấy ngày trên núi ra tôi nhớ nhà nó đứt ruột luôn quý cô bác. Lên tôi nghe anh Mười Tâm nói về công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục hả, tôi khóc không biết là bao nhiêu. Bởi vì mình nhớ ngày xưa mình bất hiếu đối với cha mẹ quá nhiều. Ngày nay nhờ đi núi mà mình mới thấm đượm ân tình như thế này. Về người ta nói gần tới nhà rồi ha, thiếu điều mà có máy bay giờ là tôi cũng có gian tôi bay lên luôn đó chứ đừng. Nó nhớ nhà đứt ruột, nhớ từ cái bụi cây, từ mô đất, từ cái cánh cửa, từ cái cửa buồn, từ cái mục của quý cô bác. Mà vừa tới rồi đó người ta lên người lên xe người xuống tàu người ta về chơi, còn tôi với Đệ Thọ để tiền lợi đặng cái tiền này là tiền đi xe đi đò nè. Mà về tới ông môn rồi thấy không có quà gì cho cha mẹ hết, Đệ Thọ thì mua là mấy hộp sữa, còn tôi mấy ổ bánh mì, bắt đầu hai anh em hết tiền lội bộ. Một người thì cầm sữa, còn một người thì bánh mì. Cô bác mình biết đó, mẹ tôi thì ở nhà nóng lòng đi tới đi lui bắt nồi về mà canh chua lên với nồi cơm rồi. Còn cha tôi ngồi ở trước nóng trong gì nè quý cô bác. Tới chừng một hồi đó đoàn của mình đó là ở quê hương xứ sở tôi đi lúc đó tới mười mấy hai mươi người lận. Đoàn của người ta, người ta đi tàu với người ta đi xe người ta về trước. Tới chừng người ta đi ngang nhóc hết trơn rồi cha tôi trông nóng từ ngoài mà hơi thở từ cây bóng dáng luôn. Cha tôi hỏi đó, ủa đoàn đi núi về rồi sao không thấy Thiện Thọ con tao gì á. Lúc đó người ta nói ai biết đâu à, bị đi 6-7 xe lận cho nên đó, tới rồi mạnh ai nấy đi hả, cho nên không biết nữa. Bắt đầu là đi vô tự với mẹ tôi nói sao giờ này mà không thấy Thiện Thọ nó về chơi không. Trời ơi ông trông vậy chứ tôi trông còn hơn ông nữa. Ở đây tôi đang sửa sạn nấu canh chua đang đợi nó về đây nè. Trông ngóng đã đời cô bác tôi với Đệ Thọ ta nói lội mồ ham mồ hám dữ lắm luôn. Hồi đó đi núi ta nói lội bộ không có đi xe đâu. 4 cây số tụi tôi lội cho nó, hồi đó mình lội cái đường lên núi lội còn được mà. Lội ta nói tôi lội không dám nghĩ dám gì trơn, gần tới chạng vạng mới về tới nhà. Vì lúc đó 4 giờ rưỡi 5 giờ mới về tới Ô Môn mà từ đó lội ra tới chợ Thới An là 4 cây rưỡi số. Tới chừng về gần tới nhà rồi đó bắt đầu là cha tôi không lắm. Thiện Thọ nó về tới rồi kìa bà ơi. Mẹ tôi chạy ra quý cô bác. Ông cha tôi nói con à tại sao mà người ta về nãy giờ gần nửa tiếng hồ rồi hai đứa con giờ này mới về tới. Lúc đó Đệ Thọ nó mới nói dạ thưa cha tại vì sau khi về tới đó tụi con với anh Bảy đó hai anh em để lợi. Có một số tiền có mấy đồng bạc đặng mà đi xe dưới đi tàu. Mà về tới đó rồi thấy không có quà gì mua về cho ba má hết trơn. Cho nên đó, con thì nhín ra đặng mua cho mẹ ba hộp sữa. Còn anh Bảy thì mua cho ba dưới má đó là mấy ổ bánh mì. Tội nghiệp cha tôi nước mắt ổng rớt vì quý cô bác. Không phải đó cha mẹ mừng. Không phải cha mẹ mừng vì con nó có cái món quà về cho cha mẹ. Mà mừng về chuyến này đó, nó kết quả mỹ mãn về nó phát tâm nó giác ngộ nó lo tu. Nó dám nhín nó cái phần mà đi xe đi tàu để nó mua cho mình mặc dù có ổ bánh mì với hộp sữa thôi. Mà cha tôi bước ra đó ông mừng nước mắt ông rớt gì nào quý cô bác. Còn Đệ Thọ đó nó ôm cha tôi mà nó khóc nước mắt nó ràn rụa chứ. Nó nói cha ơi ngày xưa tụi con chưa biết gì đến cái công ơn sanh dưỡng. Nhưng mà nhờ chuyến đi núi này đã chỉ tốn chỉ có 20 giả lúa thôi. Mà hai anh em con chuyến này về là phát tâm ăn chay trường luôn rồi cha.
ông cha tôi uống mực, mẹ tôi uống, bà chạy giết ra rồi bà nói mai hết sức mai chứ phải tao để mấy cá lóc vô hai bay hết ăn nồi canh chua rồi. Bà nấu sẵn đó mà để canh, để cá sẵn chừng nào con về mới nấu lên cho nó nóng mấy cô bác anh kia. Rồi từ đó tới bắt đầu tôi về rồi hai anh em tôi phát đâm giác ngộ lo ăn chay rồi cha mẹ mừng một cái chưa từng có. Mừng dữ lắm quý cô bác anh chị em mình. Bởi vì tu cho kẻ bạo khiêm nhường mà vừa đẹp lòng cha mẹ mà chủ quyền trời trong. Vậy bây giờ tôi mong rằng cô bác anh chị em mình đi trong chuyến đi này, cô bác chúng ta cũng phải gắng cố gắng để rồi mình thực hiện qua cái sự hiếu thảo đối với ông bà, đối với tổ tiên, đối với cha mẹ, để rồi bù đắp lại cái nghĩa ơn mà cha mẹ ở nơi quê nhà đang trông ngóng từng ngày cô bác anh chị em mình đi trên đây. Vậy bây giờ đó thưa quý vị, cho biết là cũng muốn khuya rồi phải không? Giờ này 9 giờ mấy rồi hả cô bác? 9 giờ mấy rồi phải không? 9 mấy hả? Vậy thôi, trong thời gian này đó quý cô bác, con biết cô bác anh chị em mình mặc dù ở đây ai cũng có bầu nhiệt huyết và tâm đạo, nhưng con biết cô bác chúng ta đó mỏi mệt dữ lắm rồi. Thôi thì từ hồi chiều tới bây giờ là ngồi gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Từ hồi lúc 6 giờ mấy mà giờ này 9 giờ mấy đó là gần 3 giờ mà 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Con hẹn cô bác anh chị em mình đi buổi sáng, sau khi mình nằm ngủ đâu có sạc mình cho nó ngon cái đi rồi mình nghe cho nó dỗ chút. Để giờ này nhướng con mắt rồi phải không? Thôi để con hát đặng cô bác anh chị em mình một bản, đặng con đưa cô bác anh chị em mình vào một giấc ngủ ngon lành nha. Con sẽ hát cô bác anh chị em mình tu sự. Cái tôi dòm gặp có đứa con trở lên, đứa con mới có 8 tuổi à, nói chuyện lẩm đẩm à. Cái lợi cái thằng nhỏ nó đi chơi lung tung lăng tăng á, cái hai người người này thì kể cái tốt, bà vợ nói cái tốt, bà vợ ông chồng nói cái tốt ông chồng. Tới chừng hơi ra rồi tôi biết đường đâu tôi xử, tôi nói thôi giờ cho tôi nghỉ án chút xíu đi, bây giờ vợ chồng ra ngoài ăn cơm uống nước gì chút xíu đi rồi tôi xử. Cái tôi cho hai vợ chồng đi, cái tôi mới ngoắt nhỏ lại. Tôi mới hỏi chứ ở nhà ba má còn tu hết hả con? Nó dạ ba má còn tu chân á ông bảy. Nói á ba còn tu ngon không? Nó ổng tu mà ổng còn uống rượu, ổng còn thuốc mờn sao ngon. Bữa nào ổng cũng đi tàu lao không. Chết rồi, chết rồi. Hỏi rồi mẹ con sao? Nó mẹ con ở nhà bả tu đâu đó ngon lành thật cha của con. Mẹ con tu ngon lắm, bả đi đám tuần cầu nguyện đồ này kia. Tôi nói vậy là chết là ngon rồi. Cái này ỷ làm chồng của anh hiếp. Tới chừng gò rồi tôi nắm lý lịch hồ sơ đâu đó xong xuôi rồi bắt đầu tôi kêu nhỏ. Nói thôi con ngồi đây đặng chút nữa đặng con làm chứng ra tòa nha con. Tôi kêu nhỏ ngồi đó, tôi cho nó miếng cơm với miếng bánh, nó ngồi đó nó ăn. Tôi mới nói rồi vô đây nghỉ án xong rồi vô đây tôi xử án. Vô xong xuôi rồi tôi nói đó, bổn phận làm chồng mà ông không làm tròn bổn phận làm chồng. Tu gì đâu, tu lai gai, tu vĩ gã, tu giả lã, tu xương xương, tu lương khương, tu nhín nhín không mà. Tối ngày thôi mà sáng sai chiều xỉn ông tu mà ông còn muốn rượu chè rồi bà mà, tờ bạc đồ này kia. Lúc đó cái ổng dòm tôi lên đó rồi con mắt trắng hết trơn rồi. Ông nói ủa ông này ông Phật ông tận gì mà ông biết mình chơi ta. Tôi nói hết trơn ngay chân tim đen của ổng. Tôi quay qua tôi nói với bà vợ, tới chừng xong rồi đó bắt đầu ông chồng quay qua ông nói ủa chú Bảy tại sao mà chú biết hết trơn hả? Tôi nói biết chứ sao không biết, đây nè có nhân chứng ngồi kế bên nè. Có nhân chứng ngồi kế bên nè. Lúc đó ông cha ông quay qua ông nói giọng quỷ này phải nãy biết gì không chở nó đi. Chứ phải biết gì hồi nãy đâu có chở đứa con đi đâu, bây giờ nó khai ra hết trơn rồi. Bà vợ tao nói nha, bà vỗ tay ông chồng cái mặt xuống xì chở đi về. Nó bữa nay ông phải xử hay quá, tôi nói ông hay gì nhờ nhỏ này nè. Vậy thì xin thưa cùng cô bác anh chị em mình ở đây đó, khi mình phát tâm giác ngộ lo tu trong đó rồi đó, vợ chồng đâu đó cũng hòa vui mà con cái đâu đó cũng được hạnh phúc. Đức thầy cho biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng để đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc, phải không? Còn ông này ông quay qua ông nói với tôi với cô bác, ông nói tại sao đó mà ông đó là đạo mà người ta trọng dụng, còn tu đời đó người ta không ưa. Bữa đó tôi kể cho ông nghe câu chuyện, tôi nói bữa đó có con chim sáo, con chim khách đó,
nó đang sửa sạn, nó đậu ở nhánh cây ngô đồng rồi nó đi ăn. Nó mới dòm gặp con chim cú, nó đang đứng ở sau chuồng heo đó cô bác. Cho nó nói anh chim cú bữa nay có mọi màng gì chưa mà đứng đó mặt mày thấy gầu quá hả? Chim cú nó quay qua nó nói cũng đồng thời là loại chim, mà tại sao anh chim khách anh đi tới đâu ai cũng mừng cũng vui cũng vỗ tay chứ, còn tôi đi tới đâu đi ban đêm không phải ta cũng lấy gạch đá ta chọi nữa vậy anh chim khách. Mà cô bác mình biết phải không, cũng đồng thời là loại chim, mà hễ tảng sáng đó mình gặp chim khách nó bay qua nó kêu khách 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 cái ta mừng rồi đó, sắp sửa có khách. Còn đang á đang ngủ gì đó mà nghe chim cú mà nó kêu cú cú, nghe kêu gọi cái là tức vậy lấy đá đằng chọi dòm thấy cái mặt thấy ghét. Vậy thì bây giờ nó than với chim khách nó cũng đồng thời là loại chim, mà tại sao anh đi tới đâu ta mừng ta vui, còn tôi đi tới đâu làm ta chửi ta lấy đá ta chọi không à? Cái anh chim khách nó nói á, tôi nói cho anh nghe nè, tôi với anh đó đồng thời là loại chim, mà tại cái hình thù của tôi khác, tối ngày cái miệng của tôi cười hoài à, còn anh đó cái mặt mày anh dòm thấy ghét lắm, dòm thấy cái mặt anh không có ưa. Cái thứ hai nữa đó, cái tiếng hót của tôi đó là người ta thấy người ta dễ thương, còn nghe cái tiếng kêu của anh người ta sợ. Nó sao kỳ vậy? Cũng đồng thời cái tiếng quý cô bác, tiếng pháo đó phải nghe nó vui không? Tết mà nghe tiếng pháo phải nó vui không? Mà nghe tiếng súng nó sợ không cô bác? Sợ. Cũng đồng thời tiếng đờn đó, mà tiếng đờn đó từng 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 nói rằng đờn tới đâu mình cũng nhảy dựng tới đó gì đó, mà nó lên tiếng đờn cái nghe cái tiếng đờn này nó não nuột làm sao đâu á, phải không? Đồng thời nghe tiếng kèn, mà tiếng kèn của ta to tò te tò te tò te to tò te tò te tò te, nó nghe đờn nó nôn, mà nghe kèn mà kèn lá nó thổi nó ma nó nghe nó buồn, rõ ràng thấy chưa? Vậy bây giờ cũng đồng thời là cái tiếng đó mà nó khác nhau với cô bác anh chị em. Lúc đó đó rồi con chim cú nó nói có cách nào đó mà anh chỉ đó, mà người ta đó nhìn tôi đó mà người ta thương người ta kính như người ta khoái không anh chim khách? Chim khách nó nói tôi nói cho anh nghe, bây giờ anh sửa cái thân anh lại đi, anh đừng có cái mặt mày cuốn sụ nữa, mà anh phải vui tươi, gặp là nở một nụ cười tươi liền, phải không? Người ta nói một cánh tay giận dỗi đâu đánh nổi cái mặt vui cười, ta muốn cầm cục đá mà ta chọi mà thấy anh cười sao ta chọi được. Anh làm ơn anh đổi cái vẻ mặt của anh lại tánh thần lương vẻ mặt vui tươi đi. Cái thứ hai nữa đó, anh đổi cái tiếng kêu, anh đổi cái tiếng kêu anh lợi là người ta thương liền. Chứ nếu bây giờ đó anh mà anh nói với tôi, anh nói nếu mà ở đây không được bà con ta ghét thế nào anh cũng dọn qua xứ khác, nếu anh đi qua xứ khác mà anh để cái mặt đó với anh kêu tiếng kêu đó người ta cũng ghét nữa thôi, anh đi tới đâu giờ người ta cũng ghét hết trơn á, phải không? Lúc đó chim khách nó nói, cái chim cu nó nói tại vì á gian sang thì bể dễ đổi, còn bản tánh sao nè, gian sang dễ đổi nhưng mà bản tánh khó giờ lắm mày ơi. Thưa quý cô bác, vậy thì bây giờ ở đây đó tu hành như đó qua tôi còn ác gian tạo thể lá rơi bên lề, tu mà còn nhỏ giờ người ta cũng kính trọng nữa cô bác, còn tuổi mà lớn đó uống rượu mà nằm chèm bép đó người ta đi ngang ta không muốn nhìn luôn. Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sử kinh rõ ràng, chừng nào thấy được hớn đàn chúng sanh mới hết phàn nàn số căn, phải không? Vậy bây giờ con mong cầu cô bác anh chị em mình đi chuyến này về làm ơn đó, mình có tướng đó mình cũng đổi tướng thôi, khỏi đổi. Ngày qua nghe địa phận nói đó, cô bác anh chị em mình đổi tướng hết rồi, tới chừng đi lên rồi về chuyến này không biết á ông chồng bà vợ gì có la không, mà chuyến này đi về cái đích vô ngắt gì không biết. Đi chuyến này sao mới có 4 bữa mà đổi tướng hết rồi, phải không? Đổi tướng và đổi cái tiếng hát, đổi cái tiếng hót của mình đó. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, lựa lời tiếng dịu dàng mà trong sạch khi thốt ra phải đoan chánh hiền từ. Hồi đó đó ông Sáu Đề á quý cô bác, ông ở Kinh Ganh này nè, ông đốt mấy cái nhà rồi
Mà hồi lúc ổng đi đó là ổng lẹo nhẹo, mà tới chừng về rồi quý cô bác anh chị em cả nhà đó nửa mừng mà nửa lo. Tại hồi lúc ổng đi đó ổng xách nguyên một cái bịch rượu với cái lỗ tai heo ổng đem đây nè đang nhậu. Mà tới chừng về rồi tới ngay chân chỗ ung môn ổng xuống chiếc tàu ở Kim Canh đó, xuống á ổng mua nguyên cái bọc đen vậy nè, đã ổng đem về mà mua tàu hủ nấm rơm. Bận đi á thì ba đồng mua đem rượu với cái lỗ tai heo, mà bận về là mua tàu hủ nấm rơm. Bà vợ bà ở nhà bà nói ổng về không biết ổng có mời bạn bè lại đang ăn khánh thành liên quan cái ổng đi núi về không nữa. Chứ hồi lúc đi là ổng nhậu một vợ trận kèm bét rồi. Thế chừng lên xe mà ổng còn cầm hơi á, ổng còn cầm bọc rượu rồi ổng đưa tôi, ổng nói nghe nói đây ông Bảy Thiện đi phải không, ông uống với tôi miếng nước coi, tôi tưởng đâu đó là nước, tôi đẩy vô cái nó muốn chết luôn gì đó, rượu. Còn ổng uống nhiều không, ổng nói uống ít lắm là âm lít đó. Còn đi đám thì uống ít ly, hỏi ít ly là nhiêu, nó ít ly là yên lít đó. Rồi tôi hỏi ổng uống nhiều không, ổng nói không biết uống nhiều hay không, mà thể mà nhịn cơm ba bữa còn no, cái nhịn rượu một lát là dở dò không lên đó. Cơm nhịn ba bữa được mà nhịn rượu nhịn lát nhịn không được. Tới chừng về rồi tao nói bà vợ gón gán nghe nói mấy đứa nhỏ nó chạy nó ra, ba đi núi gì, ba đi núi gì. Bà mừng quá, bà dòm ra gón ghém thấy ông xách cái bị đen gì là chết rồi, sợ ông mua màu về nhậu. Thành ra bà gón ghém bà dòm gặp đó là thục vô thử con cử chỉ ông sao. Hồi lúc ra đi đó đi bê bê bái tới luôn gì nè. Mà tới chừng lên rồi ông đi tỉnh táo lên để cái bọc đó lên đứng kính lễ cô bác. Bà nói bà vui một cái chưa từng có, ló cái mặt ra, mới đi núi về đó hả anh. Lúc đó ông chồng quay qua ông nói anh mới đi núi về em ơi. Bà nói bà mừng mà bà rớt nước mắt luôn. Bà nói chú Bảy ơi, từ ngày mà gặp tôi tới giờ bà ông muốn rượu về ông kêu tôi bằng quỷ sứ không. Hãy ông đi về gần tới nhà ông nói con quỷ sứ đó đâu rồi, con quỷ sứ đó đâu rồi, toàn là quỷ sứ không. Mà đi núi mới có mấy ngày kết quả sao mà về ông kêu tôi bằng em ngọt sớt, tôi mừng rớt nước mắt luôn chú Bảy. Mà nửa mừng nửa lo, ổng mới vừa nói rồi ông xách cái bọc ông đưa nó nè em vô nấu cơm đặng cho anh ăn, tôi tưởng đâu là nấu á, là đồ mặn. Ai về đó ông quay qua ông nói đó chuyến này anh đi về rồi là anh có tàu hủ nấm rơm mình. Về lần này em ơi anh phát tâm xây đời thắm tươi, từ nay quyết lo tu hành anh không còn đêm ngày say xỉn. Giờ em thì yên tâm, tình là chúng ta đau sầu đã qua, anh nguyện rằng sẽ thấy chung cùng em. Giờ khổ đau qua rồi chúng ta đắp xây niềm vui tì 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 chúa. Ngày mình về bên nhau em khổ đến hôm nay, anh đã sinh sai ly bì còn gì đau hơn, anh dẫn chút thân hơn dòng tố vừa qua, anh nắng vàng đang mơ màng anh quý nàng gấp đôi ngày xưa. Thứ lỗi cho anh sẽ nguyện rằng từ nay cố gắng lo tù, anh không còn xài xin thôi hư sinh chữa, anh đáp vừa lòng em mãi mãi muôn đời ta không rời bên nhau, em vững lòng tình anh. Thầu lỗi nó mọt như đường cát, nó mát như đường thèn của gì. Từ đó sao rồi đó quý cô bác, làm ăn thời gian cắt lên cái nhà lầu 2 tầng, dành dụm tiền bạc mua được 4 công đất quý cô bác. Ta nói nhịn thuốc mua trâu, còn nhịn trầu mua đất là phải á. Ta nói câu là ta nói là điếu thuốc là chuốc nhân duyên, miếng trầu là đầu câu chuyện. Xưa kia ai biết ai đâu, chỉ nhờ điếu thuốc miếng trầu mới quen. Còn mình á, mình làm quen nhau bằng gì cô bác mình biết không? Hổm rài đó 200 mấy mà mình làm quen bạn gì biết không? Xưa kia ai có biết ai, nhờ đi giếng núi ăn chay mới biết chiều. Rồi mình chung hang nữa, phải không? Chung hang là nhớ lại kỷ niệm có đứa cháu trên Sài Gòn nó đó con phái đi núi rồi đó chú Bảy. Nhất là cái vụ chung hang này đó chú Bảy.
chung trọng nó mát mà nó vui sao đâu á, niệm Phật thành tâm thiệt không? Không có dám gớ gì trơn, nó sợ chư thần kéo lỡ chứ. Phải không? Vậy thì bây giờ xin thưa cùng với toàn thể quý cô bác anh chị em, chỉ có tu mới là phúc của thân hiện tại thôi. Chỉ có tu mới vui của cải đời sau. Tu làm nhẹ kiếp khổ đau, sớm tu thì khổ đọa vào đường mê. Sớm tu được sớm kề xem báo, sớm tu được phiền não tiêu tan, mau tu cho để muộn màng. Vô thường chẳng đợi mà thời gian không chờ. Vậy mong rằng cô bác anh chị em mình sau kiếp đi núi này về, ai đã phát tâm tu rồi thì cô bác chúng ta nỗ lực tiến tu. Còn cái người nào mà chưa quy y thì chuyến này đăng ký quy y đi cô bác. Để em coi chuyến tới đó, dịch bệnh mà nó được, nó có cơ hội đâu nữa mình tu. Mà thầy nói không tu chừng khổ cũng ưng à. Tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay à. Thơ với phú thiền, thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã đà thúc bên lưng. Vậy mong rằng sau thời thuyết giảng của buổi cuối cùng này, cô bác anh chị em ai là người chưa có phát tâm quy y, cô bác chúng ta nên ghi tên đi, cũng như mình mua bảo hiểm đi cô bác, đằng sau này lỡ mình có mất bất tử á, được Đức Phật ngài đương cánh tay vàng mà đưa mình về bên cạnh Tây Phương an dưỡng, cũng như mình mua bảo hiểm rồi mình chết trong bất cứ lúc nào, cô bác chúng ta cũng được, cũng được bảo hiểm bồi thường à nha. Thế thôi, lúc đó đó mình á đến tội rầu mới hối là muộn màng, tới chừng gây ra tai nạn rồi mới đi mua bảo hiểm ai lãnh, phải không? Thưa quý cô bác, vậy bây giờ đó trong buổi sáng hôm nay trời này đó cũng cũng hơi trễ rồi quý cô bác, mà tại vì đây là cái buổi sau cùng cho nên mong quý cô bác anh chị em mình cũng quan hệ cho, lẽ ra đó còn chừng vài đêm như vậy nữa đó thì con mới chút cạn tâm tình, nhưng mà vì gấp gút quá không ai tu bạn gì hổng gài để thích đi lên đây thì cũng 3-4 bữa rồi, mà bữa nay để Tấn mới có lên hả, không ấy cô bác anh chị em mình coi mình nán lại chừng 3 bữa nữa mấy cô. Mình nán lại chừng 3 bữa nữa mình hả, về đăng ngay cái ngày lễ của Đức Cứu Quản luôn. Dòng nói làm bộ nói phách gì chứ có còn miếng đồ ăn nào đâu dưới đâu kêu ở lại. Bữa nay ở lại trên này đang ăn đá hay làm gì? Gạo đem lên, đồ ăn đem lên, ta nói nghe tàu hủ nước rơm cơm gì cũng muốn hết rồi. Ăn con bữa nay nữa là sạch sành sanh, ăn sạch sẽ luôn rồi còn gì nữa. Phải không? Cho nên đó mấy ngày qua đó quý cô bác, con thì lo về cái mặt tinh thần để cho cô bác chúng ta có cái niềm vui mà tham quan du sơn hạ dốc. Còn anh em hậu cần ở dưới là cực khổ gian lao để lo cho cô bác anh em mình về món ăn vật chất. Ở đây là làm dâu trăm họ mà làm dâu tới 200 họ luôn. Mình đi đây là trên 200 người là làm dâu trên 200 họ. Kẻ ăn lặn mặn, người ăn lạ, kẻ cơm khô, người cơm nhão, kẻ thì ăn canh, người ăn đồ xào. Cho nên đó, nếu có điều chi sơ sức, ban hậu cần xin cúi đầu để lãnh nhận ân sâu. Cô bác chúng ta chỉ dạy những chỗ còn thiếu sót để sau này hậu cần có cái cơ hội rút kinh nghiệm để rồi các chiếc sau phục vụ cho cô bác anh em mình những cái món ăn về vật chất và tinh thần đâu đó được trọn vẹn. Trong 3 ngày qua, con đã cộng tác cùng với cô bác anh chị em, mặc dù trong mình nó bệnh hởm rài, con uống mỗi ngày 4 cử không đó cô bác, thuốc ấy. Thuốc uống 4 cử mà hởm rài đi, con bỏ thuốc luôn. Bỏ thuốc không có uống thuốc luôn, quý cô bác anh chị em mình leo núi hởm rài. Con đi đâu giờ cũng quẩy thuốc hết trơn á. Bởi vì ai cũng nói á, tưởng đâu bác sĩ chứ tôi nói không phải. Đi đâu quẩy thuốc kè kè, tưởng đâu bác sĩ chứ ai dè bệnh nhân. Không phải bác sĩ. Bệnh nhân chứ không phải bác sĩ, cho nên hởm rài rồi con bỏ thuốc luôn quý cô bác. Ngày qua con đi là con muốn lết bánh rồi, không thấy đi hơn sao không sao. Đi đòn của mình mà rốt cùng đi lạc qua tới đòn của ta, đi tới con còn không hay luôn đó. Lết bánh rồi đó quý cô bác, làm bộ nói ở lợi làm bộ cà chớn gì thôi, chứ làm gì mà ở lại được 3 ngày nữa. 3 ngày nữa con môn tôi lên xe đi với chứ được sao nổi nổi. Tiền bạc đồ khô khan đó rồi, cô bác anh em mình lên đây đó đem theo 4 bộ đồ đặng đi 4 ngày, bữa nay mà kêu ở lợi gì không có đồ đâu mà. Ban đêm mà vô mà gặp mà không có tắm đó ha, mà mặc đồ cũ đó nghe là chết liền. Không có ngủ nghe gì được hết trơn, phải không? Vậy thôi bây giờ đó nó cũng hết hạn rồi. Chăn tròn để rồi khuyết, bèo thợp để rồi tan, người gần nhau cũng phải có khi ly biệt quý cô bác. Thôi trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự nhân á, mùa đi núi này và mùa lễ này và đợt đi núi này, mặc dù ở đây tụi con chỉ góp chút ít công nhỏ mọn về tinh thần và vật chất để giúp cho cô bác chúng ta trong những ngày qua dùng cơm và nước, tiền xe bao cho cô bác anh em mình ở nơi quê hương xứ sở,
Còn những cái xe cộ mà ở dưới Tiền Giang rồi ở bên anh Năm Tùng đều là do đệ Tứng và đệ Thích, hai đệ nó hùng lại với nhau để giúp cho cô bác chúng ta. Xin kính nguyện cầu với ơn trên Hồng Ân Tam Bảo, Đức Phật, Đức Thầy cùng chư vị Sơn Thần Năm Non Bãi Núi gia hộ độ cho tất cả những anh em mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho chuyến đi này, cùng với đệ Tứng và đệ Thích. Hai vị lúc nào cũng về mặt đời thì buôn bán làm ăn được thuận lợi, được tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Còn nếu bên đạo thì tu hành tinh tấn và tấn sang cực lạc, tấn sang niết bàn, về cực lạc mới là hết khổ. Chúc cho hai đệ đời làm ăn phát đạt để có tiền có của trang trải giúp đỡ cho bà con đi núi. Đạo thì tu hành tinh tấn. Chúc cho còn thể cô bác anh em mình sau chuyến núi này trở về phát tâm giác ngộ quy y, là đứa con hiếu thảo, là người chồng đáng kính, là người vợ đáng thương, là một người công dân của đất nước quê hương Việt Nam, và là một người cha mẹ đáng kính đối với tất cả các đàn con cháu mai sau, để từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn, châu báu ngọc ngà giàu sang, và ai ai cô bác chúng ta cũng hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng viên thành, và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.